hạn chế mùi hôi, tăng cường khả năng thoát nước và cải tạo cảnh quan môi trường đô thị, Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống cống ngăn mùi tại 338 miệng cống trên 3 tuyến đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, Trương Đình, quận 3 và Vĩnh Khánh, quận 4. Tuyến đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp là tuyến đường đầu tiên được Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lắp thí điểm hệ thống miệng cống ngăn mùi. Dự kiến toàn bộ hệ thống miệng cống cũ của cả tuyến đường này sẽ được thay thế bằng 113 miệng cống ngăn mùi. Hiện tại có khoảng 20 miệng cống đã được lắp đặt hoàn thành. Lúc trước nó hôi và rác nó làm cho có rác nhiều quá, nó ngập đường đó. Rồi giờ cải cách như vậy là rất là tốt. Bản thân người dân ở đây rất sẽ cố gắng khắc phục rác, rồi mình phải giữ sạch sẽ chung. Bây giờ rất là thông thoáng và sạch sẽ, là nó không có mùi hôi. Theo tôi thấy là rác này thứ nhất là nó sạch, đẹp và gọn. Thứ hai là cái mùi hôi thì nó không còn nữa. Nói chung là vấn đề này mong thành phố mình nhân rộng ra để cho gọi là những tuyến đường nó đều sạch đẹp vậy. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 4.176 km cống thoát nước, 215.128 hầm hố ga không có miệng thu nước, khoảng 80.000 hầm ga có cửa thu nước. Các cửa thu nước được thiết kế theo nhiều định hình khác nhau về vật liệu, cách bố trí các bộ phận thu nước và lưới chắn rác, nhưng có chung một cơ chế hoạt động là thu nước và ngăn mùi hôi bằng nước, hay còn gọi là khóa thủy lực. Trong đó, lưới chắn rác chỉ áp dụng với những cửa thu nước đầu tư sau năm 2003. Theo tính toán, hệ thống miệng cống ngăn mùi sẽ giải quyết được một số vấn đề về môi trường hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên tắc hoạt động của cái hệ thống ngăn mùi này là thứ nhất là khi mà mưa thì nước ở trên mặt đường sẽ thu qua cái rãnh dọc của các cái đường và cũng như là cái độ dốc ngang của mặt đường thì nó sẽ thu về các miệng thu, thì nước sẽ thông qua cái hệ thống lưới chắn rác và thông qua cái hầm thu, và sau đó là sẽ qua cái hệ thống van một chiều và sẽ xuống cống và đi ra cửa xả và ra sông. Giải pháp này có thể khắc phục được triệt để mùi hôi từ hệ thống cống bằng việc lắp bít miệng cống bằng van. Điều này cũng giúp cho công tác duy tu bảo dưỡng đơn giản và hiệu quả hơn. Ngoài việc ngăn mùi thì giải pháp này cũng được xem như một thông điệp để người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cho đô thị xanh sạch đẹp.